Rồi ok, hello, xin chào tất cả các anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha, lâu quá không làm video cho nên là cũng quên luôn cái cách nói ha anh em. Rồi ok anh em, hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em sửa cái lỗi mà Gimbal IMU Data Error 40021. Đây là một cái lỗi mà sau khi anh em thay cụm camera Gimbal từ một cái máy khác vào cái máy của anh em thì cái lỗi này nó sẽ xuất hiện ha. Đó là do là thằng DJI nó kiểm tra cái phần cứng anh em, nó check cái con chip ở trên cái cụm camera gimbal và nó phát hiện là cái con chip này nó không trùng khớp với cái mã ở trên cái main thì nó sẽ báo cái lỗi này, lỗi là lỗi 40021 gimbal IMU data error ha. Thì khi anh em gặp lỗi này thì cái cụm camera gimbal mới anh em thay vào nó sẽ lên hình nhưng gimbal nó sẽ gần như không hoạt động anh em. Đó, nó sẽ đơ như thế này nè. Đó, khi mình di chuyển nhúc nhích hay gì đó, mình thử calibration nó, mình thử đủ các kiểu hết thì nó vẫn không hề nhận cái cụm camera gimbal mới anh em. Đó, và nó liên tục báo cái lỗi là gimbal IMU data error nha, 40021. Ok, thì giờ mình sẽ giới thiệu anh em một cái phần mềm mà có thể xử lý được dứt điểm cái lỗi này ha. Và phần mềm này là một phần mềm phải trả phí nha anh em, không phải là một phần mềm miễn phí nha. Thì đầu tiên anh em sẽ mở DJI Assistant lên, sau đó chúng ta sẽ tiến hành khởi động máy bay và cắm kết nối máy bay vào bên trong cái máy tính của anh em, kết nối vào cái máy tính anh em đó. Đó ok, bây giờ thì mình đã thử mình kết nối con DJI Mavic Mini 2 ha, mà nó đã báo nhận. Ok, đây chỉ là một cái bước để mình xác thực là cái máy tính mình đã nhận cái con máy bay thôi. Rồi sau đó mình sẽ tắt cái DJI Assistant đi và mở cái phần mềm đặc biệt này ha. Phần mềm có cái tên là Gimbal V 3.1. Đấy, đây là một cái giao diện của phần mềm ha, toàn là tiếng Trung. Và đây là cái cổng COM mà máy bay của chúng ta đã kết nối vào với máy tính nha, và chúng ta sẽ tiến hành bấm Connect. Đó, mình vừa mới bấm Connect xong. Thì đây là dữ liệu IMU của cái cụm gimbal nó đang gửi liên tục về cho máy tính và cái máy tính chúng ta đang đọc được cái dữ liệu IMU đó nha. Thì để giải quyết được cái lỗi 40021 anh em sẽ chọn cái dòng IMU gì đó. Nó giống như mình chọn nó chọn đúng ngay cái dòng đó, IMU cái gì đó chữ Trung Quốc không, mình không biết, mình cũng chẳng biết nó đang viết cái gì luôn, mình chỉ biết nó là IMU thôi. Rồi sau đó anh em sẽ bấm vào cái nút này là nút Send nè. Đó, bắt đầu bây giờ nó sẽ tiến hành nó đọc cái dữ liệu ở trên cái combo của anh em, nó đọc cái dữ liệu cái địa chỉ cái mã SN đó, cái mã series của con chip đó, sau đó nó ghi cái mã đó vào trong cái cụm camera gimbal nha, để cho hai cái mã đó giữa cái cụm camera gimbal và main board combo nó khớp với nhau và cái lỗi 40021 nó sẽ tự động biến mất, vì đơn giản là hai cái đó nó giống nhau thì nó sẽ không có báo lỗi đó nữa. Ok, xong bây giờ anh em tắt phần mềm, tắt hết đi và tiến hành khởi động lại máy bay của chúng ta và chờ xem kết quả nha anh em. Ok, bây giờ máy bay đã có kết nối và kết quả là lỗi 40021 Gimbal IMU data đã biến mất. Lúc này máy bay đã nhận được và đã hiểu được cái cụm camera gimbal mới ha. Rồi ok, thì đây anh em xem nó vẫn còn nghiêng ha, nó vẫn chưa có hiểu, nó vẫn chưa có hiểu được cái cụm camera gimbal mới. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào cài đặt của máy bay và chạy gimbal calibration ở chế độ auto để cho nó nhận lại cái cụm camera gimbal mới, nhận lại cái dữ liệu mới và nó sẽ hoạt động thôi anh em, nó sẽ hoạt động thôi. Ok anh em, rồi anh em sẽ bấm vào auto và chờ nó chạy ha. Anh em thấy lúc này nè, cụm gimbal vẫn đang nghiêng đúng không? Đó, bây giờ nó bắt đầu nó đảo qua, đảo lại, đảo qua, đảo lại. Ok, và nó đã thẳng lại anh em, nó đã ngang lại ha. Xin lỗi anh em, xung quanh mình nó hơi ồn một chút ha, anh em thông cảm ha, tại mình đang quay ở nhà, nhà mình đang làm việc cho nên nó hơi ồn tí. Đó, và cụm camera gimbal đã hoạt động hoàn hảo ha anh em. Đó, nó đã ngang lại ha, nó không còn nghiêng nữa ha. Và bây giờ mình đang cầm cái máy bay mình chao đảo nè. Đó, mình chao đảo liên tục, nó không hề bị rung ha anh em, không hề bị rung ha, nó đã hoạt động, nó đã chống rung bình thường ha. Ok, thì để sở hữu phần mềm này thì anh em có thể liên hệ với mình thông qua địa chỉ Facebook mình để dưới phần mô tả. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Rất có thể là tới năm sau mới có video mới nha anh em. Rồi, tạm biệt anh em.